Hello, xin chào các bạn nhá. Mấy hôm nay chỗ mình đang bận gặt, đang vào mùa. Chỗ mình đang là cái vùng trồng lúa thì bây giờ đang đến mùa gặt, cho nên là nghỉ bao nhiêu hôm rồi, hôm nay mới lại có một chuyến đi rừng này các bạn này. Trên một cái ngọn đồi cũng đã là đi bộ từ chỗ để xe, từ dưới cái khe này mình đi xe theo cái đường khó từ tít ngoài kia vào các bạn ạ. Trong này thì có đường, người dân họ ngoạm, có nhiều đường để vào đây làm bãi trồng gỗ. Ngày trước thì nó là những cái cánh rừng, những cái bãi đồi cây, nhưng mà bây giờ thì được thay thế để trồng những cái loại gỗ để làm kinh tế thôi. Một số thì ngày xưa thì các cụ trồng hồi như ở bên kia kìa các bạn, đó là những cái đồi hồi nằm tít sâu trong rừng, những cái cây hồi cổ thụ như ở đây này các bạn này. May mắn đâu đó nếu mà có thể gặp được những cái cây hồi mà nó cổ thụ, nó sắp chết ở đâu đó trong những cái cánh rừng như thế này thì có, sẽ có cái loài kiếm xích ngọc này. Hồi nãy đi dọc đường mình thấy nhà dân ở ngoài kia họ có những cái bụi kiếm xích ngọc mà nó khổng lồ luôn các bạn. Không biết là anh em mình đi vào trong này thì liệu có gặp được cái cây lan nào không. Anh em thì vừa mới leo đi theo cái bãi nương này, dưới này nó sâu lắm, tít dưới khe, tít dưới kìa các bạn. Lên trên đỉnh thì ngồi nghỉ một lát rồi là anh em mình sẽ đi vào trong rừng. Ở bên dưới thấp thì người dân họ trồng cây rồi, còn ở trên này thì nó vẫn là những cái kiểu như là rừng nguyên sinh các bạn nhé. Trên đỉnh này đi vào sâu nữa thì nó vẫn như là rừng nguyên sinh, và anh em mình sẽ đi vào trong đó để tầm lan các bạn ạ. Vào đến cái trong cái tán rừng già ở đây giữa đường, đang ở đây có một cái lối mòn, mình đi gặp luôn một cái cây này là cây vầu các bạn nhé. Cây vầu nó có mấy cái lá phát tài này các bạn này, nhưng mà nó không có toàn bộ, không có toàn bộ, nó chỉ có một số thôi, còn một số nó cũng xanh, lá phát tài. Đây là một cây vầu riêng biệt các bạn ạ. Không biết là xung quanh thì không thấy có cây mẹ nào, nó chỉ có một cái cây riêng biệt ở đây. Tiếc là nó không lên hết. Nó có phát tài, lá phát tài, nhưng mà nó chỉ một số lá thôi các bạn. Một số ngọn lên, một số ngọn thì không. Nó cũng kiểu như lan ấy. Đây này các bạn này, có những mầm thì lên lá phát tài đẹp lắm, có những mầm thì xanh. Cái dòng này thì cái kiểu lá như thế này thì mình chưa gặp mấy, còn có một cái kiểu lá phát tài khác thì đợt trước mình gặp cả một bãi luôn. Cái cây này thì nó cũng đẹp nhưng mà nó không được rực rỡ cả cái tán, cho nên nhìn nó cũng không hấp dẫn mấy. Ở đây nó có một cái lối mòn mà người ta đi lại từ rất là lâu rồi, tại vì có cái tán rừng tre cho nên là bên dưới nó không có cỏ dại mọc đâu các bạn. Bên dưới những cái tán rừng vầu này, nếu mà ngày trước có những cái lối mòn đi thì nó sẽ giữ được rất là lâu, tại vì là cỏ dại nó không mọc ở bên dưới cái tán như thế này. Anh em mình sẽ dọc theo những cái sườn đồi này, trước tiên là để ý xem có cái giống lan mặc xuân không. Giống lan mặc xuân thì tầm này trồng thì đến Tết thì nó sẽ có hoa chơi rồi, và cũng thỉnh thoảng mới gặp cái khu vực có thôi các bạn. Tại vì ngày trước thì người ta cũng đã khai thác rất là nhiều. Tầm này anh em mình đi thì may lắm còn sót lại cái khu vực nào đấy thôi các bạn. Mình đi dọc theo sườn đồi lên đến đỉnh, và đi dọc theo sườn đồi đi cũng một quãng rất là xa theo cái dãy đồi rồi các bạn. Đến cái đỉnh này thì gặp được một cái bụi lan kiếm xích ngọc, cũng như là dọc đường mình đi mình đã thấy nhà dân họ treo khá là nhiều mà toàn những bụi to. Thì đến đây đã gặp được một bụi mà nó rơi từ trên cái cành cây này, nó đổ xuống mà đúng cái giữa cái đỉnh đồi luôn các bạn. Nó có một cái cây gỗ nó bị khô này. Cái cây này này. Đấy. Cái cây này nó bị khô mà nó gãy xuống. Gãy từ trên cái cây này xuống chắc cũng lâu lắm rồi các bạn. Nó chết rất là nhiều rồi. Nó bị chết rất là nhiều rồi. Gãy thì cũng lâu rồi. Vết gãy thì cũng lâu rồi. Chắc cũng có khi cũng khoảng năm, hơn năm rồi. Gãy xuống dưới này và nó vẫn sống được bình thường. Chẳng qua nó không tốt thôi các bạn. Dưới này thì nó một số những cái vị trí ở bên trên này thì nó bị lụi đi. Còn cái đoạn này thì vẫn còn có một chùm hoa này. Tầm này thì nó cũng vừa gọi là hết mùa hoa. Nó cũng kiểu như cái lan kiếm lô hội ấy các bạn. Nó sẽ
có một hai đợt đầu nở rộ rất là nhiều, xong sau đó nó sẽ lác đác một vài chùm thôi. Đấy, như khóm này mình gặp này thì có một chùm hoa thì sâu nó ăn hết, đang độ nhưng mà sâu nó ăn hết, đang mùa hoa cũng vẫn còn tách được một số khóm nữa các bạn ạ. Đây, mặc dù là cũng không nhiều mấy nhưng mà mỗi khóm nhỏ nhỏ như thế này thì nó cũng đã đủ để ra hoa rồi, để mình ngắm hoa rồi mọi người. Cái xích ngọc này lâu lắm rồi hôm nay mình mới gặp được. Cái cây này thì nó bị gãy đổ, còn trên này thì còn có một khóm nữa mà nó mọc tít trên cái cành cây, cái thân cây ấy các bạn. Tít trên kia kìa. Ở giữa giữa cái đoạn thân cây này. Mình đang định leo lên, không biết có leo được không. Rồi nghỉ một lát, chắc phải cởi giày ra để thử mới được các bạn. Đi mãi cả buổi rồi mới gặp được mấy cây lan. Vài kiếm xích ngọc. Địa lan kiếm lá mềm, xích ngọc các bạn nhé. Nó sống phụ sinh ở trên những cái cành cây như cái dòng phong lan. Cái dòng này thì nó ưa thoáng hơn. Ưa thoáng hơn là so với lô hội hay là tiên vũ các bạn. Cái này nó sống ở trên tít trên ngọn cây như những cái cây phong lan bình thường ấy các bạn. Đấy. Dễ nó bám vào thân cây này. Mà nó bị chết lụi rất là nhiều rồi. Ở dưới đất mình không để ý có những bụi. Ngày trước ở đây cũng có những bụi nó mọc ở trên cây các bạn. Nó cũng mọc ở cái trên cái cây này. Mà cái cây này nó cũng đổ từ quá là lâu rồi, cho nên cái bụi này thì chết mục ở đây luôn. Cũng là một cái bụi xích ngọc rất to. Bây giờ chỉ còn cái cụm gốc này các bạn. Chỉ còn cái cụm gốc dính ở trên cái cành cây này. Mình thì vừa mới leo lên được cái cây này và lấy được cái bụi xích ngọc này. Đó là một cái bụi xích ngọc to lắm. Một cái bụi kiếm xích ngọc rất là to. Ở trên ngọn cây thì nó không bị chết lụi như ở bên dưới. Dáng xòe ra rất là nhiều lá luôn. Nó ở trên cao nó thoáng nó tốt hơn. Còn ở bên dưới này thì nó bị gãy, cây nó gãy đổ xuống. Cây gãy đổ xuống cho nên là nó lụi nhiều. Cái này phải tách ra từng khóm thôi chứ không lấy cả như thế này về được. Tách ra thành từng phần thôi. Cái khóm này thì nó rời rồi, nó không được thành cụm to như khóm kia nữa. Ở một chỗ nhưng mà lấy được bằng này các bạn. Ở một chỗ rất là may mắn. Nói chung là đi cả dãy đồi dài, đi mãi từ bên kia rồi là đi vòng quanh ở đây. Đến lúc đi lên hẳn lên trên đỉnh thì mới gặp anh em lên trên này thì mới gặp được cái xích ngọc này, nó lại mọc dồn ở đây. Ít nhất là có 3 khóm, nhưng một khóm ở dưới kia thì nó bị chết lụi rồi các bạn. Chỉ có hai cái phần này thôi. Không biết là dọc đây thì còn có cái gì nữa không. Mặc xuân thì tạm thời là chưa gặp cây nào các bạn nhé. Mặc xuân thì mình đã đi tìm rất là kỹ ở bên dưới đất nhưng mà không có. Thì mình sẽ bây giờ anh em mình sẽ đi sang cái tiếp tục theo dãy đồi và đi sang đến những cái ngọn đồi khác. Đi dọc trên đỉnh đồi mãi không có gì, anh em mình đi tuột xuống một cái khe suối các bạn. Bây giờ thì đang đi dọc theo khe suối đi xuống dần. Ở đây bên đường cũng có rất là nhiều những cái loài hoa. Nhìn cái bông hoa của nó như hoa lan ấy các bạn. Nhưng mà cái cây này nó là cái cây thân thảo bình thường thôi. Hoa nó như hoa lan nên nở vàng. Ở đây có nhiều lắm. Dọc theo suối xuống thì có khi là không gặp được lan nữa đâu các bạn. Ít khi có cái cây lan gì nó mọc theo bên dưới thấp, bên dưới những cái khe suối này lắm. Chỉ có những cái cây hoa rừng thôi. Ở đây cũng có một cái cây này, nó kiểu như cái cây dạ Minh Châu này các bạn. Cái cây này nó lá thì giống lá cây mề gà các bạn ạ. Nhưng mà nó lại có những cái chùm hoa giống với lại dạ Minh Châu ở trong rừng. Anh em mình thì đang theo những cái khe suối ẩm đi dần dần xuống. Không biết là bao giờ mới xuống đến cái chỗ để xe nữa các bạn. Một chặng đường còn rất là dài.